Vâng, lời đầu tiên cho em tiếp tục xin phép chuẩn bị đón lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Em lời đầu tiên chân thành cảm ơn đến tất cả cộng đồng mạng cũng như tất cả anh em máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của Lê Tuấn. Một lời chúc sức khỏe chuẩn bị đón lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Vui vẻ bên gia đình hạnh phúc. Và hôm nay Lê Tuấn lên cơ sở Trung Kiên. Vâng, sáng đến giờ thì ngày hôm qua hôm kia em cũng bán được rất nhiều đồ các bác nhá. Và hôm nay em lên thì thấy cơ sở Trung Kiên làm rất là rộng rãi. Đây. Và mát mẻ cho xe các bác nhá, xe cộ rất mát mẻ. Thì lời đầu tiên em muốn tâm sự với các bác là cơ sở Trung Kiên với một cái tiêu chí, tức là tất cả kêu gọi tất cả anh em trên cộng đồng mạng để cho Lê Tuấn, những người em anh em ở gần xe đã không xài nữa thì tập trung về, cũng như tất cả các cựu chiến binh lão thành cánh mạng, những người thâm niên trong nghề như MTZ Belarus, Ford, Isuzu, Chimora, Kubota, các bác nhá, xe 4.000, 5.000, tất cả 7.000, 7.600, tất cả sẽ tập trung về đây. Đấy, anh em mến Lê Tuấn, bảo Lê Tuấn ơi, ở đây có xe thì chưa bán được, thì đến tại cơ sở của Trung Kiên để chuẩn bị cho Lê Tuấn review. Đấy, để bán cho các bác nào đang cần, các bác nhá. Tất cả anh em chúng ta thì... tất cả anh em chúng ta ở xa xôi, nhưng không ngại xa xôi đúng không ạ, không quản đường xá xa xôi, bớt chút thời gian vào cọc đến cho Lê Tuấn, là Lê Tuấn sẽ dắt các bác đến hoặc ship cho các bác tất cả từ sới cho đến mọt lớn mọt nhỏ cho đến chảo lớn chảo nhỏ đều có hết các bác nhá. Rồi em tâm sự với các bác là tất cả các loại chảo, chảo 5, chảo 4, chảo 3, sới lớn sới nhỏ các bác nhá, những chảo tuyệt vời. Đây, bà có cái em bên này cũng là bán quán rồi. Đây, tất cả các chảo xịn xoài nhất đúng không ạ, đăng nguyên đai nguyên bản nguyên kiện, chảo ba, chảo trục xoay và tất cả khoan đầy đủ cho các bác. Ở đây em vẫn nói các bác này, chúng ta ở xa xôi. Đấy, xa xôi mà các bác không tới được để em phải quay rõ nét cho các bác để các bác nắm bắt được để các bác mua. Thứ hai em tâm sự với các bác này, các bác mà tiền ít đúng không ạ, thì những người như các bác đã mua về thì các bác đã độ hết rồi, độ chúng ta để chân mọt này và mọt này đầy đủ hết, và có thể là có cả mui cho các bác, rồi có cả bứng trước chắn bùn đầy đủ. Và các bác đi mua thì các bác có tiền nhiều, các bác đi mua ở coi như các như đại lý lớn thì các bác về các bác phải độ nữa thì rất nhiều tiền rồi các bác. Cho nên đấy, em Tuấn cũng mong các bác là những xe như thế này đúng không các bác, đấy, những xe như thế này này là người ta đã độ này, đấy, độ mọt này các bác này, đấy, độ này mọt này và độ hết cho chúng ta, cũng như xe này này, đấy, móc mọt này, đây là đỡ tốn kém cho anh em đấy. Cho nên á, tất cả mọi chi tiết thì Lê Tuấn chỉ nói rằng là xe có những người mua về nhưng mà không thích đúng không, bán lỗ, mua 60 triệu bán còn có 30 triệu, 35 triệu, thì tất cả những cái ở đây rất rẻ đấy. Như cái Isuzu này hai cầu các bác nhá, đây này, te là 3700, cái xe này này 60 triệu, đây hai cầu bao riêng cho các bác luôn, đây hai cầu, đây 60 triệu. Còn xe Chimora này là 4 máy này, chiếc này là 24 triệu các bác nhá, 24 triệu, đây là 25 triệu là bao ship cho các bác luôn này đó. Rồi cái Kubota này là đã mua rồi các bác nhá, nhưng mà em Tuấn này về sửa sang tốt lại và chỉnh sửa cho các bác luôn, đây này, đấy, chỉnh sửa lại ở đây này là có những người không vào được, em sửa luôn và bao hết cho các bác luôn, đấy, chỉnh sửa để cho các bác về, các bác chịu có làm không. Và tất cả các loại xe lớn xe nhỏ mai mốt nơi đây tập trung rất nhiều để cho các bác nhiều sự lựa chọn đúng không ạ. Xe Ford này có 4.000, có mọt này, mọt số đàng hoàng, mọt lớn mọt nhỏ, đó, xe y như xe bãi luôn các bác này, đấy, xe y như xe bãi luôn, đây, đầy đủ hết cho các bác đây, đó. Rồi tất cả 4.600, em lên video này là để em khoe với các bác, để các bác đừng đi đâu hết, các bác cứ điện thoại cho em, nhá, 0394 326 198 là có đủ sản phẩm để cho các bác xe lớn, xe đẹp, xe to, xe nhỏ, 3.000, 4.000, 4.600 xịn sò, cực kỳ có tời. Rồi bắt đầu ở trong này là em nói các bác này, mọt này, toàn mọt xịn không. Rồi bắt đầu tiếp tục ở đây là Ford này, 3.000 có mọt này các bác nhá. Đấy, Ford này là chỉ có 65 triệu các bác này, 65 triệu.
Đây, 65 triệu quản chiếc mấy chiếc kia thì bán rất rẻ. Đây, 9 triệu vì mà có. Thứ hai em Isuki này này, đúng không nhá? Đây, em Isuki là 60 triệu này. Đấy, còn em này này là 65 triệu. Em này 65 triệu, 8 ngàn. Rồi, tất cả mọi chi tiết. Đây, em này là đẹp nhất, to nhất, thắng hơi lắc kê. Đây các bác đây, em này này. Em này này là đẹp nhất thêm bây giờ. Vỏ đẹp này. Đấy, em này này, 85 triệu này, các bác này. Đó, người ta trả 70 không bán. Rồi, em này đầu này 3 ngàn này, đẹp này. Đầu cao đời nhất luôn nha, lốc gân này. Rồi, đến em này này, đỉnh nhất của đỉnh này. Này, chiêu chơi chưa? Đấy, tất cả mọi cái đây, các bác đây. Đó, này, vỏ mới luôn cho các bác. Và tiếp tục đang chuẩn bị lên một siêu phẩm mọt tuyệt vời. Đây các bác đây, đó, chuẩn bị lên cho các bác. Để các bác nào cần thì alo cho em nhá. Đấy, em khoe với các bác hôm nay. Và hôm nay có được nhiều trên 5 ngàn. Và bên này là phua 3 ngàn siêu phẩm này, đẹp nhất. Xe này, đầu này em nói với bác nha, 55 triệu các bác nhá. Riêng cái đầu không 55 triệu. Đấy, thắng hơi và trợ lực lại vỏ mới 55 triệu. Có máy tôn luôn. Đấy. Và em này mới về Kubota 2600. Em này cùng với một dàn sới các bác nhá. Em này cùng với một dàn sới là năm là 47 triệu. Em này này cùng với một dàn sới 47 triệu, cực đẹp luôn. Vỏ 12 2 10, 10. Rồi và em Isuki này bạo lực nhất, đẹp nhất, cực kỳ luôn. Các bác nhá. Đấy, em này là chuẩn đầu không thôi. Đấy, 60 triệu các bác. Rồi. Và cuối cùng thì em có điện thoại và em phải chuẩn bị lên đường. Đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Các bác nhanh like cho em và điện thoại thích cái nào. Các bác điện thoại cho em nha. 0394 326 198. Em mới dẫn các bác lên. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bác video sau. Đây em và Trung Kiên tiếp tục lên đường.